Rồi, chào đội Phan Tâm á. Đây là đội cuối cùng của hôm nay cộng đồng. Thì ra không bỏ cuối cùng kỳ thi này qua đã bỏ ra. Thế thì ghi kỹ quá, ghi mã số sinh viên luôn á. Nhất là bạn nào trong những đội đánh giá về một đội khá là mạnh. Thế là biến bạn rồi. Thế thì cái bạn ghi kết này thì bạn đã đội bạn chọn cái chủ đề nào bạn để đây. Và bạn đã ý tưởng gì rồi mà bạn đã có như thế này. Ok, bạn cần đói nghèo đúng không? Rồi mình sẽ làm một cái dây như là tại những nơi là người ta có thể chia sẻ những cái nơi mà khó khăn cũng như là có thể nhanh chóng mà tìm được những cái chỗ mà khó khăn theo dạng như là là cái cầu nối giữa những người cần hàng những người cần muốn làm gì những người cần giúp đỡ không? Giúp đỡ và những người cần nó có sợ
sạch bằng Google được luôn, sạch được luôn, em chỉ cần đăng chính bản. Không, ý là một cái gì đó mình giúp đỡ họ, họ share luôn cái chỗ của họ. Đúng rồi, họ sẽ theo cái điểm vào, thì họ phải đánh vào, mục tiêu đó là một đăng chính bài cả. Đúng rồi, người đi đó. Tại vì cái người cần giúp đỡ họ, phải share điểm của họ thì mình đỡ họ được sao? Nhưng mà ghi, nhưng mà chọn họ ghi quá cụ thể, mình không có lấy được cái thông tin đó. Thông tin như là tới mức phường, xã, nó không cần em, nó hết về cái địa lý, nó tính theo map, theo cái tòa hộ XI, cái gì đó? XI, nhé, XI rồi, khá là chính xác luôn. Đúng không? Cái là cái. Thế em nói là anh đang ví dụ, ha, anh đóng vai trò, còn người anh muốn vai trò bếp em, anh muốn tìm kiếm những cái đó, nhanh chóng nhất có thể. Thì anh không cần đèn thông tin, anh không cần sợ cho anh cần vào một cái là nó sẽ đèn ra sợ sắp xếp thành những cái mà cũng là đầu tư nhất để đây là những cái sao tốt nhất, cái sao những người ví dụ như nó định vị anh đang có chứng minh thì nó sẽ tìm ra những nơi, những vị trí ở đầu tư. Còn khi mà em nhập cái địa chỉ vào á thì nó có một cái hỗ trợ, đó là cái autocomplete place. Không, em nhập theo đất nước mà xin đề sẽ select họ chứ không có. Không, cái là em lần nhập đó thì nó sẽ lấy, nó sẽ trả về em luôn cái vị trí. Rồi, ở đất nước nào, ở xã nào, phường nào luôn, vị trí nào luôn, gọi là theo định vị luôn, trên bản đồ luôn. Bây giờ thấy luôn, cái lấy là được hết rồi. Thì lúc đó là... Nó sẽ xoay mạng nhiều. Gì? Chứ đó chỉ cần chứ đó là được. Ừ, đó là một cái rồi, đó là một cái. Tại vì anh thấy rồi này là cái sàn của em thì bây giờ cái này nó cũng được rất là hay rồi đó. Tuy nhiên thì cần thêm một cái chức năng cọc như vậy để làm sao mang sự tiện ích tốt nhất đến cho người dùng. Với lại nó là cái đinh để mình chiến đấu với những cái đội khác. Cái sản phẩm của mình sẽ có sáng tạo nhiều lắm á. Và chỉ một ý tưởng sáng tạo nhưng mà nó nổi bật, nó làm sản phẩm nổi lên trên so với một sản phẩm đội khác. Có vấn đề. Cái mà anh nói với em thì em có thể lên trên Google hoặc API. Em có thể sợ. Nó có một cái ví dụ sẵn cho em luôn, chứ copy ra mà sử dụng thôi. Nó sử dụng sao không biết. Nhưng em phải là sao biết không? Mình nhớ là phải em chỉ cần thấy từ tòa đó. Nó hỗ trợ luôn cả cái việc tính toán luôn á. Tính toán khu vực, tìm kiếm khu vực luôn. Ví dụ như em đang ở đây, tìm trong bán kính 30m, 50m, 100m, 300m, nó tính được hết luôn. Ngay cả cái việc anh nói thử ra, ví dụ như anh sạc một cái địa điểm, ví dụ như anh đánh chiến sở quốc gia, cái nó gợi ý một dọc xuống, anh chọn một cái thì nó trả về cho anh luôn nguyên thông tin là thằng này nằm ở đâu, location như thế nào, địa chỉ ra sao, cái tên thế nào, ID thế nào, cái đường dẫn trên Google Plus nó ra sao, bao nhiêu người comment về cái này, comment như thế nào thì hết luôn. Hết tập hồi đó luôn, tại thêm dụ như đây là cái sản đấu gia đúng không? Nó có không, dụ như nó có thêm cái số điện thoại, rồi nó thêm cả đường dẫn trang web như sao luôn. Con đi con. Cái là anh những cái article của em sẽ chấm địa điểm. Em dùng cái sọt đó, sọt đúng địa điểm là vô, là có địa điểm rồi. Sau đó thì em khi mà người dùng người ta đến, người ta bảo giúp em coi thì định vị người ta, sau đó. Sai rồi. Nó chỉ là cái tương đối. Nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ mang lại một cái lợi ích tìm kiếm nhanh chóng, tạo ra cái nhịp cầu làm sao người dùng nhanh chóng tìm được đến cái nơi. À, rồi còn một cái nữa là, ví dụ như là anh đang muốn làm từ thiện đúng không? Nhưng mà anh không có nhóm, không có đội hết. Anh muốn tìm nhóm, tìm đội, tìm những người cùng cái muốn bị cùng vùng của mình chẳng hạn. Thì những người cùng ở thành phố muốn làm từ thiện trong thành phố ấy. Thì như thế nào đó, ví dụ như vậy. Chứ mình đang đến một cái gọi là người ta rồi social network, nhưng mà người ta là mạng xã hội một vị, đó là một cái điểm rất là mới. Nhưng mà anh thấy rất là hay, phát triển ý tưởng của em lên. Tại vì mạng xã hội một vị thì nó có rất là nhiều, nhưng bây giờ là phục vụ cho cái gì? Thấy không? Giống như mạng xã hội bình thường thì một chiếc mình được vị là thế này, định được vị trí của em. Thì những cái đó thì nó có sẵn rồi thì. Ví dụ như anh muốn nhìn gì ra, đúng không? Hay là mình tìm kiếm được điểm rồi. Giống như nhóm của anh, hay cái nhóm của anh là nhóm của anh chỉ có 7 người. Nếu anh muốn cái đợt sinh nhật là tháng 12 này có hai người bạn của tụi anh, tụi anh muốn làm cái gì, ý nghĩa là tụi anh muốn đến một cái nơi để tụi anh nguyện, đúng không? Bây giờ tụi anh không biết những nơi gần mình, cái phương tiện di chuyển như thế nào, anh không biết gì hết luôn, và anh cũng không biết là cái những nơi gần người ta cần cái gì,
thì ta cứ lên mạng, ta cứ tìm thêm kiếm, và ta không có quan hệ, ta mới kiếm được một cái nơi phù hợp với mình, và ta điện thoại và ta lên đó ta đi thử ra như thế nào nó phù hợp với mình hay không, ví dụ như mình đủ tài lực thì nó hay không, tự nhiên có hay không. Thì bây giờ em cứ giúp anh một chuyện là tìm kiếm được cái đó, thứ nhất là về địa điểm này, thứ hai là những cái mà người ta cần mình. Ví dụ như anh là một người đi làm tình nguyện, anh có những cái đó, chỉ là cần anh có thể liên hệ với anh, hoặc là anh và những người anh cùng nhau kết nối như thế. Đó là số ý tưởng mà thật là triển khai trên ý tưởng này ra một cái không em nên khi mà em đi lên nói em nên chọn lọc cái nào đó mà em đi lên đinh và em đi lên tập trung vào cái đinh thôi nhưng mà cái đinh đó để chuyển chuyển khi hàng năm sẽ hay vốn biết được rồi có được nhưng mà làm cái đinh này thì ý tưởng là đinh là ngay chỗ này em sẽ sâu cái này thôi thì nó sẽ có một sự tập như vậy em mới có sản phẩm này cái này. Là tôi anh tổ chức kèm cái bộ phỏng vấn nhé, đội chơi thế này mục đích lớn là tôi anh muốn xem thử là các bạn đã được như thế nào rồi và tăng có thử cái bạn đang làm và cái hướng đi của cái chủ đề nó có hợp hay không và tôi thấy và coi thử cái mặt bằng của các bạn đã được như thế nào và tôi muốn đó, cái sản phẩm các bạn đang có gì đó tin và đặc sắc để tìm như vậy thì cái chất lượng của khi nó mới có chứ thật sự là mấy em đi phỏng vấn với tụi anh thì tụi anh muốn chấm điểm với em là ngày mai tao không chấm điểm tư nhân mà tại vì coi về phải quyết định là ban khán giả là ban giám khảo là nhiều hơn đúng không ta nên làm nhưng mà không có được bạn muốn này sao nó sẽ không có tốt tôi hai mắt chưa bị đỏ chưa thôi suy nghĩ tiếp và phát triển thành công với sản phẩm của mình ha chúc em